Thân mến, xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng của chúng tôi ngày 12 tháng 8 năm 2019. Thì nhìn chung giá vàng trong nước và thế giới trong buổi sáng ngày hôm nay thì đều có sự thay đổi so với phiên giao dịch trước. Cái xu hướng vẫn là giảm về giá bán ở tất cả các hệ thống vàng, đặc biệt là đối với giá vàng trong nước. Đối với ba cái trung tâm cũng như là ba cái địa phương mà lớn nhất về giá vàng, đó là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì đều có xu hướng giảm. Cả hệ thống SJC, Doji, PNG cũng như là các vàng nữ trang khác. Cụ thể đối với giá vàng trong nước và thế giới sẽ được cập nhật giá như sau trong buổi sáng ngày hôm nay. Thứ nhất, đó là đối với giá vàng ở thế giới, trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay đang được bán ở mức đó là 1.496,3 USD trên một ounce và có tăng 0,3 USD so với phiên giao dịch trước. Và mức tăng này khá là thấp so với những cái đợt tăng giá trước đây. Ở một cái chiều ngược lại, đối với giá vàng ở trong nước thì đang có xu hướng giảm và mức độ giảm dao động đó là từ 21.000 cho đến 200.000 đồng trên một lượng, tùy thuộc vào từng cái hệ thống vàng. Cụ thể như sau. Đối với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh giá vàng SJC đang được mua vào mức đó là 41.300.000 đồng và bán ra là 41.650.000 đồng trên một lượng. Và chiều mua vào thì và bán ra đều có xu hướng giảm, mua vào giảm 150.000 đồng trên một lượng và bán ra là giảm 200.000 đồng trên một lượng. Còn đối với Doji, hệ thống vàng Doji ở Thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 41.300.000 đồng một lượng và bán ra là 41.650.000 đồng một lượng, và mua vào giảm 150.000 và bán ra cũng tương tự như vậy, giảm 150.000 đồng trên một lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì giá vàng vẫn giữ mức ổn định như ngày thứ bảy, cho nên là nó không có sự thay đổi về giá. Hôm nay thì nó lại tiếp tục giảm. Tiếp theo đó là PNG. PNG ở Thành phố Hồ Chí Minh đều giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình. Chiều mua vào đang giữ mức đó là 41.350.000 đồng và bán ra là 41.800.000 đồng. Ngọc Hải 24K ở Thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 40.740.000 đồng và bán ra là 41.240.000 đồng, và mua vào và bán ra đều giảm 80.000 đồng trên một lượng so với phiên giao dịch trước. Đối với vàng nữ trang, 24K, 18K, vàng 4 số 9 và nhẫn 4 số 9 thì đều có xu hướng giảm. Cụ thể như sau, nhẫn 4 số 9 1 chỉ đến 5 chỉ, chiều mua vào là 41.250.000 đồng và bán ra là 41.750.000 đồng. Đối với chiều mua vào thì không có sự tăng giá cũng như giảm giá, tuy nhiên chiều bán ra lại giảm 50.000 đồng so với phiên giao dịch trước. Vàng nữ trang 4 số 9 thì giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra trên một lượng. Cụ thể mua vào vẫn đang giữ mức 40.850.000 đồng và bán ra là 41.650.000 đồng. Vàng nữ trang 24K ở Thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 40.238.000 đồng và bán ra là 41.238.000 đồng, và có giảm 49.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Các bạn có thể theo dõi trực tiếp trên màn hình nhé. Vàng nữ trang 18K chiều mua vào là 29.991.000 đồng và bán ra là 31.391.000 đồng, và có giảm 37.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra trên một lượng. Còn đối với vàng nữ trang 14K chiều mua vào là 23.034.000 đồng và bán ra là 23.434.000 đồng, và có giảm 30.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn đối với vàng nữ trang 10K ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, chiều mua vào là 16.120.000 đồng và bán ra là 17.520.000 đồng, và đều giảm 21.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra trên một lượng. Đó là đối với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thị trường vàng rất là lớn ở trong nước. Tiếp theo đó là đối với thị trường vàng ở Hà Nội. Thị trường vàng Hà Nội SJC, Doji, PNG thì cũng có xu hướng giảm, và mức độ giảm từ 50 cho đến 200.000 đồng. Chúng ta có thể thấy rằng cao nhất là 200.000 đồng và thấp nhất là 50.000 đồng. Cụ thể như sau. SJC ở thành phố Hà Nội chiều mua vào là 41.300.000 đồng và bán ra là 41.670.000 đồng. Chiều mua vào giảm
150.000 đồng và bán ra thì có giảm 200.000 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Doji thì chiều mua vào có giảm 200.000 đồng và bán ra thì giảm 50.000 đồng. Cụ thể mua vào là 41.350.000 đồng và bán ra là 41.700.000 đồng. PNG chiều mua vào là 41.400.000 đồng và bán ra là 41.800.000 đồng và giảm 150.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra. Đó là đối với hệ thống Doji. Hệ thống vàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội chiều mua vào giảm 190.000 đồng và chiều bán ra là giảm 170.000 đồng. Cụ thể mua vào đang giữ mức đó là 41.330.000 đồng và bán ra là 41.630.000 đồng. Hệ thống vàng Phú Quý chiều mua vào là 41.300.000 đồng và bán ra là 41.650.000 đồng và có giảm 50.000 đồng ở cả hai lượt mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Đó là đối với thị trường Hà Nội, những cái hệ thống vàng lớn ở thủ đô Hà Nội. Tiếp theo đó là Đà Nẵng. Thị trường vàng Đà Nẵng thì cũng giảm dao động từ 150 cho đến 200.000 đồng. Cụ thể SJC đang được mua vào ở mức đó là 41.300.000 đồng, vàng miếng SJC, và bán ra là 41.670.000 đồng trên một lượng và giảm 150.000 ở chiều mua vào và 200.000 đồng ở chiều bán ra. Doji chiều mua vào là 41.280.000 đồng và bán ra là 41.650.000 đồng và có giảm 170.000 đồng ở chiều mua vào và 200.000 đồng ở chiều bán ra. Các bạn có thể theo dõi trực tiếp trên màn hình. Nhiều khi mình đọc ấy thì khó nghe. Các bạn cảm thấy khó nghe thì các bạn có thể theo dõi trực tiếp nhé. Hệ thống PNG ở Đà Nẵng chiều mua vào là 41.350.000 đồng và bán ra là 41.800.000 đồng và lần lượt đều giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn đối với các thị trường vàng khác của hệ thống SJC trên phạm vi cả nước như Cần Thơ, Huế, Nha Trang, Đà Lạt vân vân thì đều có xu hướng giảm, dao động là 150.000 đồng cho đến 200.000 đồng chiều mua vào và bán ra. Thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình về hệ thống SJC thì mình xin điểm qua nhanh thôi. Đấy. Tại Cần Thơ chiều mua vào đang giữ mức 41.350.000 đồng và bán ra là 41.800.000 đồng và đều giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra trên một lượng. Tại Huế chiều mua vào là 41.280.000 đồng và bán ra là 41.670.000 đồng. Chiều mua vào có giảm 150 và bán ra là giảm 200.000 đồng. Tất cả các hệ thống vàng của SJC chiều bán ra thì đều giảm 200.000 đồng các bạn ạ. Cho nên là mình sẽ không đọc cụ thể nữa và mình chỉ đọc giá cụ thể thôi. Còn cái lượt tăng lượt giảm thì các bạn có thể theo dõi về ở trên màn hình về chiều mua, chiều bán, trừ này, dấu trừ là có xu hướng giảm các bạn nhé. Ở Nha Trang chiều mua vào là 41.260.000 đồng và bán ra là 41.670.000 đồng. Ở Bình Phước chiều mua vào là 41.290.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.680.000 đồng trên một lượng. Ở Cà Mau chiều mua vào là 41.270.000 đồng và bán ra là 41.670.000 đồng trên một lượng. Ở Biên Hòa, Đồng Nai chiều mua vào là 41.300.000 đồng và bán ra là 41.650.000 đồng. Đấy. Ở Biên Hòa, thị trường vàng miền Tây, Quảng Ngãi và Long Xuyên của An Giang thì đều có giá tương tự như nhau. Chiều mua vào là 41.300.000 đồng và bán ra là 41.650.000 đồng. Đấy. Ở Đà Lạt thì chiều mua vào là 41.320.000 đồng và bán ra là 41.700.000 đồng. Ở Đà Lạt thì giá nó sẽ cao hơn một chút so với là những cái địa phương khác. Đấy là đối với hệ thống SJC ở trên phạm vi cả nước, ngoài ba cái thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Đấy. Thì các bạn có thể so sánh với thị trường của ba cái thành phố này, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Cuối cùng đó là giá vàng tại các ngân hàng lớn trên phạm vi cả nước thì đều có sự thay đổi, nhìn chung thì nó đều có xu hướng giảm. Cụ thể đó là Vietinbank Gold chiều mua vào là 41.300.000 đồng và bán ra là 41.670.000 đồng. Chiều mua vào giảm 350.000 đồng và bán ra là giảm 400.000 đồng. Hệ thống TPBank Gold thì có xu hướng diễn biến trái ngược ở hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể mua vào là 41.200.000 đồng và bán ra là 41.650.000 đồng. Chiều mua vào là tăng 250.000 đồng trên một lượng và bán ra là giảm 630.000 đồng. Maritimebank thì vẫn giữ mức ổn định như ngày hôm qua. Khi chúng tôi cập nhật giá thì nó chưa có sự thay đổi.
mua vào vẫn giữ mức 40 triệu 500 nghìn đồng và bán ra là 42 triệu 500 nghìn đồng. Hệ thống ngân hàng SCB chiều mua vào là 41 triệu 320 nghìn đồng trên một lượng và bán ra là 41 triệu 670 nghìn đồng trên một lượng. Chiều mua vào là giảm 180 nghìn đồng trên một lượng và bán ra thì giảm 130 nghìn đồng trên một lượng. Tại hệ thống ngân hàng Eximbank, chiều mua vào là 41 triệu 300 nghìn đồng và bán ra là 41 triệu 600 nghìn đồng và có giảm 150 và 200 nghìn đồng lần lượt ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại hệ thống ngân hàng Sacombank, chiều mua vào là 41 triệu 300 nghìn đồng và bán ra là 41 triệu 800 nghìn đồng và lần lượt giảm 300 nghìn đồng ở chiều mua vào trên một lượng và giảm 400 nghìn đồng ở chiều bán ra trên một lượng. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng không những hệ thống SCC ở các địa phương mà các ngân hàng thì cũng có xu hướng giảm. Và tại các ngân hàng này chúng ta có thể so sánh thì mức giảm rất là sâu. Thì các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình bé về cập nhật giá vàng trong ngày 12 tháng 7 năm 2019 của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật giá vàng vào những ngày tiếp theo, ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa. Kính mong quý anh chị hãy kéo xuống phía dưới có chữ màu đỏ đăng ký ấy, ấn đăng ký kênh cũng như là cập nhật giá vàng một cách sớm nhất, đón xem video hàng ngày cũng và ủng hộ mình làm video về cập nhật giá vàng. Xin chào và cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn vào ngày mai.